Chữ này ha. Ờ, các bạn ơi, ở bên này là cái khu vực mà làm cơm này các bạn. Các bạn có thể thấy này rất là nhiều thau cơm này. Ha, cái này là bên này là chuẩn bị khu làm cơm chiên đó các bạn. Đấy, đây là một thau anh mới làm ra này. Các bạn có thể nhìn thấy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái này là một đùi gà ha. Dạ. Chiên xong, xong mình nhúng mắm tỏi anh. Dạ. Ồ, cái món này hơi nhiều tỏi ha, hơi dạ. Nhiều tỏi phi ha. Gà không, một ngày mình bán nhiều không chị? Tính riêng gà đó. Tầm gần 1 tấn. Gần 1 tấn. Gần 1 tấn gà. Riêng là gà không nhé các bạn. Riêng chi nhánh này. Đây là đường gì ấy nhỉ? Xin chào buổi trưa tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang có mặt ở trên đường Ba Đình của quận 8 nha. Và hôm nay trong clip này thì mình muốn giới thiệu tới cả nhà một cái địa điểm bán cơm gà chiên mắm tỏi. Có số lượng bán bậc nhất ở quận 8 này luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn phía sau này. Các bạn có thể thấy cái lượng shipper người ta đến, người ta đặt này. Đông kinh khủng khiếp luôn. Rồi nhá, bây giờ thì chắc là mình sẽ vào bên trong tìm hiểu một chút xíu về cái quán này, sau đó thì sẽ kêu một phần ăn thử xem là nó có đáng để cho các bạn thưởng thức không nha. Mình vào nhá. Luôn đấy. Đấy. Trên này ha. Ờ, các bạn ơi, ở bên này là cái khu vực mà làm cơm này các bạn. Các bạn có thể thấy này rất là nhiều thau cơm này. Ha, cái này là bên này là chuẩn bị khu làm cơm chiên đó các bạn. Đấy, đây là một thau anh mới làm ra này, các bạn có thể nhìn thấy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thau cơm nhá. Cái chỗ này là anh đang xào cơm này. Còn ở trong này là nấu, đang tiếp tục nấu này các bạn. Cô nấu cơm hả? Dạ. Mình nấu bằng cái sừng này luôn đó cô. Hai sừng. Hai sừng, cứ một ngày là mình nấu mấy cái tủ cơm như thế này cô. Là 4 năm tủ này luôn. Một cái sừng này là mình nấu khoảng nhiêu ký gạo cô? 7 ký một sừng. 7 ký 1 2 3 4 5 6 7 7 x 7 49. Bên này là như vậy luôn, tức là một lần nấu như vậy là một tạ gạo cô nhỉ. Cái này là 2 này là bao rưỡi nè. 2 ngày bao rưỡi tức là gần một tạ gạo. 60 ký. Thế là một ngày nấu mấy cái nồi như thế này, mấy cái tủ như thế này. Nhiều khi bán được có thì 5 nồi. 5 nồi, 5 tủ. Khi 4 nồi cũng chừng, khi 6 nồi cũng chừng vậy. Vâng. Một nồi một tạ, như vậy là 6 nồi các bạn nhân lên nha. Các bạn có thể tưởng tượng là một ngày bán số lượng kinh khủng khiếp như thế nào. Thì theo bán ngày nào được thì nó được. Dạ. Còn là bán chậm thì nó theo cái 4 nồi. Dạ. Một khi bán được 5 nồi, được dạ. Nữa là 6 nồi vậy. Dạ. Đó. Cô cái này nặng hay sao cô ginh lên được? Đâu có ginh, cái này cũng như là mà xúc lên từ dĩa đổ vô, rồi cái gì mà chừng nào ra cơm thì mấy đứa nó ra. Dạ. Là cô là chuyên phụ trách phần cơm ha. Dạ. Cô nấu cơm đây được nhiêu năm rồi? 11 năm rồi. 11 năm nấu cơm mà. Dạ, cô tên gì vậy? À, Trần Thị Hai. Cô Hai chứ mà, cô Hai là chuyên nấu cơm. Ừ. Chị gọi là chị nuôi á, chị Hai nuôi cơm á. Dạ. Nuôi da mà. Nấu này chắc nóng cô nhỉ. Một lần một mẻ cơm như vậy là khoảng bao lâu là nó chín rồi cô? Một tiếng rưỡi là nó chín hả? À, tại vì nấu là gà thì có tiếng mà. À, cái này là đang nấu à? Đang nấu. Thế là hai cái tủ này là nấu hai cái lò riêng biệt đấy cô? Riêng biệt là khi dưng hết trơn à, cũng như là cái nào mà nồi này thì bắt theo nồi này bắt theo nồi này vậy đó. Dạ, còn đây con thấy có nhiều lá dứa cô nhỉ? Thì bỏ lá dứa vô cho nó thơm. Đấy các bạn, là cơm lá dứa nha các bạn. Nấu cơm mà không phải nấu bằng nồi thông thường mà chơi bằng tủ như thế này là các bạn hiểu rồi ha. Đấy, tuyệt vời. Nấu rồi mà biết cách thì nấu mà nó đỡ, còn không biết thì nó cực dữ lắm. Cực lắm ha cô ha. Cực. Nhưng mà với kinh nghiệm 11 năm trong nghề thì chắc phải không thành vấn đề. Ừ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Đây các bạn, bên này là anh đang chuẩn bị xào một mẻ cơm.
Cái này là một mẻ như vậy là mấy ký anh? 12 ký anh. Cứ một lần anh thấy mình thấu đồ vào ha. Cái này mình có cho gì vào trong không? Có một cà no với muối với đường. À. Với dầu điều. Dầu điều, muối, đường, cà no, tức là cái cơm có nêm chút xíu gia vị đó này ha. Dạ. Bóp vào cho nó tơi hả? Cái này mình có phải để cho con nó nguội xong mình mới chiên không, hay là mình chiên bằng cơm nóng luôn anh? Cái này nó ra sẵn trong thao cho nguội rồi. À. Nó khô mới dễ xào. Tức là mình nấu xong xong mình đem ra cho nó nguội ha. Xong bắt đầu nó tơi ra, xong bắt đầu mình xào nó khỏi bị dính cục với nhau ha. Dạ. Dạ. Bóp rồi cho nó dính cục trắng trắng nó đều. Dạ. Anh xào này anh nhiêu năm rồi? Này 6 năm rồi. 6 năm, đồ tay đó các bạn ạ, anh nè. Ủa, đây kìa, cứ ngắt. Là bây giờ tiếng rồi là 11 giờ là đông lắm anh. Dạ, 11 giờ rưỡi là giờ cao điểm á, đông. Là lúc đó là hết quay luôn ha. Hôm nay thì mình muốn quay cái này mình phải đến sớm các bạn ạ, bây giờ mới có 9 giờ hơn thôi. Tức là mình cố tình mình đến sớm. Ở đây thì quán thì 11 giờ, ngày xưa thì 9 giờ đã bán rồi, nhưng mà bây giờ thì dịch cho nên là 11 giờ mới đâu bắt đầu bán nha. Nhưng mà bây giờ bắt đầu là khâu chuẩn bị thì như thế này này. Cái này là nếu mà như vậy mấy giờ là mình phải chuẩn bị cơm này đây? Sáng 5 giờ và hai chồng nấu, còn em 8 giờ rưỡi có mặt đây xào rồi. 8 giờ rưỡi xào. Có kịp ha. Sợ trưa nó không kịp á. Giờ cho điểm nó không kịp. Vâng. Đấy, ghê nhỉ. Giờ cho điểm nó không liên tục á. Đây, bên này là cô đang vô cơm thêm ha. À. Cái này là cơm đã chiên xong rồi ha. Ồ, còn nóng hổi luôn này. Các bạn có thấy cái quán cơm này là có một nguyên một cái kho bên cạnh để làm cơm, làm đồ ăn riêng bên này luôn. Bên này là cái khu gọi là làm cơm chiên đấy. Dạ, múc cơm làm cơm. À này các bạn, có anh cơm phim có thể lia lại một cái vòng những cái thau cơm để cho các bạn thấy này. Các bạn thấy không? Này. Lúc này chỉ có bao á là khi là xếp kín cả cái này luôn. Đấy, xếp kín cả cái này luôn là cơm không á. Các bạn thấy số lượng cơm là như thế nào rồi nha. Rồi bây giờ chắc mình quay lại sang bên kia quán một chút xíu, mình vô trong cái bếp thêm một chút xíu bên cái khâu chế biến mặt nó như thế nào nhá. À, rồi các bạn ơi, còn bên này là cái khu làm đồ mặn nha các bạn. Đây này. Đây là khu cắt gà này, ra thành phẩm này. Cái này là một đùi gà ha. Dạ. Chiên xong, xong mình nhúng mắm tỏi anh. Dạ. Ồ, cái món này hơi nhiều tỏi ha, hơi nhiều tỏi phi ha. Dạ. Rắc tỏi lên. Dạ. Đấy, các bạn có thể thấy là món này là đúng là tỏi bao phủ luôn. Dạ. Nhúng lên, rắc. Thơm nhỉ? Dạ, thơm. Ngày gấp nhìn thấy đùi gà có khi nào mà về mơ tới đùi gà luôn không? Dạ, có chứ anh. Chắc là nhiều. Tôi ngủ còn thấy đang làm nữa. Vậy hả? Đôi khi ngủ đang mơ thấy đang làm luôn hả? Dạ. Anh là chuyên về khâu nhúng đùi gà hả? Dạ. Dạ. Thơm quá. Cái này là mình, bên này là mình làm gì đây anh? Chắc mình chuẩn bị chiên giòn anh. Cái này là mình chiên sơ qua một lần nữa ha. Dạ. Chiên xăng á. Các bạn có thể xem qua khu bếp nha. Đang làm món gì đây anh? À, mực sa tế anh. Mực xào sa tế ha. Tức là quán mình ngoài món gà ra còn món này nữa à? Nhóc cho anh. Bao nhiêu món anh? Ba mấy món luôn à. Còn dưới này đi xuống dưới này một chút này các bạn. Dưới này là cái khu chiên gà. Các bạn này. Gà mà dựng dài sọt như thế này này. Gà không một ngày mới bán nhiều không chị? Tính riêng gà đó. Tầm gần tấn. Gần một tấn. Gần một tấn gà. Rồi. Riêng là gà không nha các bạn. Riêng chi nhánh này thôi. Ủa, tức là mình còn nhiều chi nhánh khác nữa hả? Dạ. Ví dụ còn chi nhánh ở đâu nữa chị? Ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Dương. Bình Dương, Bình Thạnh đều có. Tân Phú đều có luôn. Dạ. Chị có địa chỉ cụ thể không chị? Có, Bình Thạnh là 26/16 Lê Văn Duyệt. 26. Còn Tân Phú là 632.
Chị bán bích. Bình Dương là 195, Thủ Dầu 1. Đấy các bạn à, ở những cái khu vực gần đó thì các bạn có thể ghé qua những cái chỗ gần đó để thử nó như thế nào nha. Còn ở đây là khu vực ở đây là quận 8. Cái này là ra sẵn trước. Ở đây thường thường là khách tới là mình người ta ăn món gì là nhiều nhất chị? Gà chiên món tỏi với mì trộn anh. Mì trộn? Dạ, mì trộn này là cái món mới, công thức mới của anh chủ quán ở đây. À, là... tức là mới có thêm món này. Dạ, là ông xã mình á. À, đấy. Cái công thức này là sốt đặc biệt của ảnh luôn. Tức là ở đây thì nó nổi tiếng nhất, có rất là nhiều món, mà nổi tiếng nhất là hai món là cơm gà mắm tỏi và mì trộn. Mì trộn có mắm tỏi không chị? Có, mì trộn mắm tỏi, xá mỡ, bạch cẩm. Vâng. Bây giờ cũng người ta đang chuộng cái món mấy món xào á, tại vì vâng, cái món xào là công thức là nước sốt mới của anh làm ra hết. Vâng. Trưa nay á, là sẽ làm sẵn hết luôn, tất cả là để đây là làm mới kịp, còn không có làm sẵn về là không có kịp. Đây là một phần gà trộn mắm tỏi. Dạ. Cái này là một phần 42.000 một phần vậy. Một phần. Ô, cái đùi dạ, gà to quá nhỉ. Dạ. Ở đây quan trọng chất lượng á. Vâng. Đây các bạn nha. Đây là một cái mì thập cẩm. Cái này cũng là 42.000. 42.000 luôn. Dạ. Có đầy đủ, có vừa có thịt heo, vừa có thịt xá xíu, vừa có dạ, tôm, vừa có đùi gà mắm tỏi luôn. Dạ. Và mì ở dưới. Dạ. Chất lượng nha. Dạ. Cái này là ví dụ như khách người ta mới đặt số lượng lớn là người ta gọi số nào vậy chị? Dạ, gọi số của em luôn. Em là người đứng số hotline luôn. À, em đây, trực đây tiếp với khách luôn. Đây các bạn ơi, các bạn có thể để ý nha. Đấy. 0877 142 142. Đây các bạn có thể dạ, nếu mà công ty mà muốn đặt hàng hay là các bạn ở xa muốn đặt hàng thì có thể gọi em cho chị. Em nhận đặt số lượng lớn cho công ty xuất ăn công nghiệp luôn. Vâng. Dạ. Còn đây là canh rong biển riêng về một lô một cái. Canh rong biển. Một cái chị là đứng một ngày là múc mấy nồi như vậy. Mấy đồ như vậy luôn dạ, ha. Dạ. Là múc sẵn đưa vô thùng hết. Canh này là có thịt gì không chị hay là? Có canh thịt bằm. Canh thịt bằm rong biển. Bây giờ chị đang nấu cho nó. Cái chị này là đứng riêng về múc canh trong biển không, còn một chị múc canh cải không. Tức là mình có hai loại canh. Đúng rồi. Chị trong biển mà canh cải. Canh cải. Canh cải là bên này. Đây là không chuẩn bị kịp, hôm nay thùng trước là trưa nay là không kịp. Vâng, múc cái này kịp. Cái này mình phải đóng bịch trước rồi ha. Dạ, đóng bịch sẵn. Dạ. Còn các chi nhánh kia là em đóng hộp, tại vì kinh kia là nhân phòng nhiều. Vâng. Dạ. Với lại ở đây mà đóng hộp là làm không kịp á. Tài xế đứng đầy đường á. Trong người đứng nhiều lắm hả chị? Dạ. Cái món gà mắm tỏi này là do hai vợ chồng suy nghĩ là đầu tiên nhất. Đầu tiên nhất ra ở đây luôn. Rồi chăm sóc cái món đó là nghiên cứu rất là nhiều luôn. Bán được một vài năm cái tự nhiên em thấy quá trời quán mở con gà mắm tỏi. Nhưng ở đây là quán gốc đầu dạ, tiên hả dạ, chị ha? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái hương vị nó lại khác so với, tại em cũng có đi thử. Em thấy nhiều quán mở của em đi thử rồi, nhưng mà cái hương vị nó lại khác với cái quán em. Vâng, không có giống hả? Không có giống, dạ. Dạ, ngay cả từ cái miếng tỏi em cũng đặt riêng luôn. Vâng. Rồi cái gia vị là coi như là em đặt riêng về cho quán hết. Đặt riêng hết luôn dạ, hả? Cái mua ngoài thị trường không có đâu. À, nhưng mà là phải đặt ở nước dạ, ngoài ấy chị? Dạ không, cái công ty nó làm riêng cho em. À. Dạ, em ký hợp đồng làm riêng đó. Tức là có một công ty làm riêng luôn. Dạ, chuyên về cái gia vị nè cho em nè, rồi chuyên về cái tỏi là từng cái miếng tỏi là em phải kiểm soát hết luôn. Dạ, tỏi là nó có nhiều loại tỏi lắm. Vâng, nước mắm lớn và nhỏ ha. Dạ. Dạ. Đấy. Nước mắm cũng vậy, là tùy theo độ đạm em phải đặt riêng hết cho quán hết. Riêng nước mắm luôn. Dạ. Đó là kỳ các bạn ạ, tức là chỉ kỳ từ cái khâu tỏi này, nước mắm này, rồi là nguyên liệu đầu vào rất là kỳ, mà có nguyên một công ty để mà gọi là đặt làm riêng cho chị luôn, rất là kinh khủng. Nhìn đơn giản vậy nhưng mà nó khó lắm, công phu lắm. Công phu. Đấy, thành công là không dễ hết chị ha. Dạ. Đây là chị mới đưa ra cho mình cái menu để cho các bạn tham khảo các món ở đây nha. Ở đây thì có cơm gà gia truyền, mì trộn độc quyền và cơm gà truyền thống. Đấy, giá của nó là từ 39.000 đến 44.000 là mắc nhất nha. Đấy, các bạn có thể tham khảo cái giá nha. Bên này thì còn thêm các món xào nữa. Món xào thì giá cũng là từ 39.000 cho tới 49.000. Đấy, các bạn có thể lướt qua một vòng giá để tham khảo nha. Cái này là mới vừa là mình ra mình bán rồi chị?
tầm 10 giờ em, 9 giờ là chị bán rồi, nhưng mà bây giờ là giờ cao điểm là 10, 11 giờ, giờ ăn cơm trưa em. Dạ, 11 giờ mình bán ha, mình rồi mình bán đến khi nào là mình dừng? 10 giờ tối hoặc 11 giờ. 11 giờ đêm hết cách là chị dừng. Hết cách là dừng ha, dạ. Ở đây nè các bạn có thể thấy bên này là có một cái bàn gồm 3 cái máy chốt đơn này. Cái này là máy thanh toán đúng không anh? 4 cái. 4 cái, 5 cái là. 5 cái. 5 cái máy ra đơn liên tục các bạn ơi. Ở đây em có 5 máy nha. 5 máy ra đơn. Yes. Now. Gojek, Bimin. Với low ship luôn. Low ship. Đấy yeah. Các bạn có thể đặt hàng qua bất cứ cái app nào nha. Yeah. Các bạn thấy cái hàng máy chốt đơn chưa? Ở đây là ba bạn gói đơn. Bên đây ba bạn. Bán mang về. Còn bên đây là ba bạn. Bên đấy. Kia hai bạn trả đơn. Bây giờ là tài xế là bắt đầu thực tập lại từ từ. Vâng. Ở cái quán này các bạn ơi, thì ở đây là cái phần bên này là bán, còn phần bên này là có một cái điểm để ăn uống nha, ăn bên này. Đặc sản mắm cá cơm là như thế nào chị? Đặc sản đó là cái mắm, cái con cá cơm nhỏ nhỏ làm mắm á. Vâng. À, giống nó ở ngoài miền Trung á. Mình vâng. trộn với cái đu đủ, cà pháo, dưa leo, cà rốt rồi đó. Cơm nào là khách ăn ở đây nhiều nhất á? Món gì hay sao? Vâng đúng á, món gì hả chị? Cá ngừ là nhiều. Cá ngừ nhiều lắm hả? Tại ở đây mình nấu cá ngừ, kho cá ngừ theo kiểu miền Trung nên họ rất là thích. Vâng. Nấu đậm đà. À, cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở quận Gò Vấp nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đi ăn cơm. À, ở Sài Gòn thì rất là nổi tiếng với cơm tấm, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng không đi ăn cơm tấm mà ở Sài Gòn, mà chúng ta đi ăn cơm Quy Nhơn, nữa là ăn cơm Quy Nhơn Bình Định. Ở đây đặc biệt là có cái món gọi là mắm cá cơm á, vô cùng nổi tiếng và vô cùng đắt khách. Và cái thứ hai là có cái món cá ngừ kho á, theo đúng phần trần khẩu vị của người miền Trung, cực kỳ ngon và đắt khách luôn. Địa chỉ ở đây là số 438 đường Thống Nhất, phường 16 quận Gò Vấp nha các bạn. Phước à, chủ quán cơm Quy Nhơn Bình Định luôn. Vâng. Ừ. Ở ngoài kìa bạn em thấy có chưa, đặc sản mắm cá cơm là như thế nào chị? Đặc sản đó là cái mắm, cái con cá cơm nhỏ nhỏ làm mắm á. Vâng. À, giống nó ở ngoài miền Trung á. Mình vâng. trộn với cái đu đủ, cà pháo, dưa leo, cà rốt rồi đó. À, tức là cái đặc biệt của quán cơm mình là cái này. Ăn với thịt luộc. Vâng. Ăn cái gì cũng được, ăn cái gì cũng được hết. Dạ. Nó mặn vậy á. Là mặn còn ngọt hả chị ha? Ừ, cái đó là trộn mặn cay ngọt ngọt. Vâng, ngoài cái đặc biệt đó ra thì quán mình có gì đặc biệt này chị? À, cá ngừ, cá ngừ kho thơm. Cá ngừ kho thơm. Ừ. Canh cá ngừ nấu măng. À, nghĩa là dùng cá ngừ. Đúng rồi, cá ngừ với lại gà mà làm theo kiểu vị miền Trung á, là gà rô ti. Gà rô ti. Nó đặc sản vậy. Đặc sản là ở đây, như vậy là ở đây đặc sản là có mắm cá nêm, mắm cá cơm và cái cá ngừ. Cá ngừ với gà rô ti nữa. Là ba món đặc sản ha. Ba món đặc sản. Ở đây em thấy quá trời món như nhiều vậy. Nhiều nhiều lắm, nhưng mà nói chung ai thích ăn cái gì thì ăn thôi. Vâng. Cơm gà kho mang về nha. Gà kho sả mang về. À, gà sả ăn ở đây. Ở đây em thấy mình cũng có menu chị. Menu thì chỉ có làm đơn giản, mấy cái bảng đơn giản thôi. À. Thông thường thì khách họ chọn tại đây rồi, họ nhìn đây nó dễ hơn. Vâng, rồi giá như thế nào chị? Giá thì dao động từ 30 cho tới 45. Vâng, giá dao động nhiều món giá khác nhau. Mắc nhất là cái món nào 45 hả chị? Mực ống nhồi thịt, 45.000 phần. Vâng. Còn mực nhỏ nhỏ, mực sữa, dạng mực sữa rim á, là 40.000 phần. 5.000 cho 5.000. Quá trời tiền luôn các bạn ạ, một phù tiền luôn. Bà chủ nó vừa chạy quá trời chạy. Ở đây mấy giờ mình có cơm rồi chị? Ta thường á là 10 giờ là có đồ ăn lai cho đến trưa là
muốn ăn giờ nào thì ăn thôi. Tức là mình nấu cơm ha, mình bán đến khi nào mình ngưng chị? Bán từ 10 giờ cho tới 3 giờ chiều. Còn tối không có bán à? Rồi từ 5 giờ cho tới 8 rưỡi tối. À, như vậy là quán này phân làm 2 ca đó các bạn ạ. Bán cả ngày, luôn. Ở đây khoảng nhiêu món chị? Nhiều à. Em thấy có vẻ nhiều quá à. 40 món á. 40 món luôn. 40 món á. Mình chỉ nấu hả? Không, có hai người nấu chứ. À. Một người nấu chính, một người nấu phụ. À vâng. Gia đình mình nấu á, nấu theo vị miền Trung. À. Bạn ơi, cơm mực của mình phải không? À, thêm canh súp nữa. Chị người Quy Nhơn luôn hả? Quy Nhơn Bình Định. À, gốc Quy Nhơn Bình Định. Gốc Quy Nhơn Bình Định có bò không? Có bò không? Có bò đâu. Bò là nó ở hướng Tây Sơn, hướng khác. Mình ở hướng dưới này là không có bò. Là mình trên này chỉ ăn uống rồi đúng không? Ừ, mình chỉ chuyên ngoài ăn uống à. Vâng. Ở đây em thấy cái nồi cơm chị đó hình như ra cơm liên tục rồi nhỉ? Đúng rồi, cơm nấu liên tục. Mình xài cơm dưới kìa. Nồi điện. Tức là mình nấu lò ga ở dưới rồi mình vâng. Đem lên đây hấp nóng ở trên này. Vâng, ý em là cơm tấm hay là cơm chiên? À, mình là gạo dẻo, gạo ngon, gạo thơm, không phải gạo tấm. Này là thịt kho trứng ha. Vâng. Mực xào hành tây. Vâng. Cá là có cá sòng với cá ngừ. Gà kho sả. Vâng. Thịt kho tôm. Wow, cái món này nhìn ngon mắt quá. Gà rô ti là đặc biệt. Đặc biệt của gái mình đấy ha. Đúng rồi. Ớt kho sả, đậu hũ, sườn non. Rồi. Cá hú kho. Dưa, cải chua xào với heo quay. Vâng. Trứng chiên. Cá phi lê chiên, thịt luộc, cà pháo mắm tôm, cà pháo mắm nêm. À, là cái này còn là đặc biệt của quán mình đó chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đùi gà chiên, đùi gà rô ti, mực sữa rim nè. Vâng. Sườn cốt lết, mực sữa này rim nè. Vâng. Rim mặn. Ồ, hấp dẫn quá. À, sườn. Vâng. Mực ống nhồi thịt ha. Cái này còn là đặc biệt của quán mình ha. Mực ống nhồi thịt đúng rồi, cũng đặc biệt luôn. Cái canh này, canh ổ qua nhồi thịt ha. Vâng. Canh súp xương nấu với khoai tây, cà rốt. Rồi, canh giò nấu măng ha, canh giò nấu măng. Dạ. Canh chua cá hú, canh cá ngừ nấu măng luôn. Dạ. Rồi thịt kho, đậu hũ, mắm nêm, cà pháo trộn nè. Giờ này các khách có vẻ đông vậy nhỉ? Ừ thì giờ thông thường giờ cao điểm là đông. Vâng. Giờ cao điểm ăn cơm trưa thì đông thôi. Vâng. Nhưng mà được có nhanh lắm, cũng 15 phút là xong ạ. À, nó hủy một cái như vậy ha. Nó ào vô một phút là xong rồi. Vậy. Sau đó thì cứ bình thường. Vâng. Lúc người ta vội vàng thì mình phải vội theo ha. Phải vội theo. Cơm nào là khách ăn ở đây nhiều nhất á? Món gì hay sao? Vâng đúng á, món gì hả chị? Cá ngừ là nhiều ạ. Cá ngừ nhiều lắm hả? Tại ở đây mình nấu cá ngừ, kho cá ngừ theo kiểu miền Trung nên họ rất là thích. Vâng. Nấu đậm đà. Vâng, đây các bạn là như vậy là ở đây dạ, có hai cái phần đặc biệt là mắm nêm và cá ngừ các bạn ạ. Dạ. Chắc chắn rồi mình sẽ thử hai phần đó luôn. Cơm thì có vẻ nó tơi ghê nhỉ. Mình nấu gạo dẻo mà. Cơm lúc nào cũng phải nóng vậy nè. Vâng. Nóng vậy người ta mới thích. Cơm nó tơi ghê chứ. Thì mình nấu gạo ngon á. Vâng. Chứ không có nấu gạo tắm, mình kiêng gạo thường. Cái mắm nêm này là mình ví dụ như khách ăn thêm là mình tính tiền như thế nào chị? Ví dụ như khách ăn món khác á. Vâng. Thì mình múc cái dĩa ngoài thêm này nè. Dĩa nhỏ vậy là một người ăn. Vâng. Họ đi nhiều người thì mình múc dĩa lớn hơn. Vâng, ý là mình có tính tiền thêm không á? Có tính tiền thêm. Dạ. Còn mà ai ăn thịt luộc á thì nó lại đi chung. Thì mình tính theo cái phần thịt luộc chung rồi. Vâng, ví dụ như một chén thêm này mình lấy nhiêu chị? Mình bán là 8.000 thôi. Dạ, 8.000 nha các bạn. Mình bán giá bình dân. Thịt luộc mắm nêm là nhiêu tiền? Mình bán 40.000 phần. 42 phần, còn phần này là 30. Cá ngừ thì bình thường mình bán 35.000. Vâng. Đấy các bạn ạ. Gà thì mình cũng bán 35.000. Lúc này ngoài kia em thấy là có 2-3 app mình bán qua. Mình bán trên 4 app. 4 app luôn. Dạ. Rồi, bạn vô tay lên có người bạn. Grab. Shopee. Loship. Vâng. Và Bimin. Bimin là mình đúng bán rồi. Trên đó rồi cái giá nó có chênh lệch so với ở đây không chị? Thì thật ra thì lên app thì nó sẽ chênh lệch một xíu thôi. Vâng. Chênh lệch một xíu là tại vì có tính phí của mấy công ty nữa mà. Vâng. Nhưng mà thật ra nó cũng mềm mà chứ không có cao lắm đâu. Vâng. Khách đặt là chủ yếu khách quen, đặt nhiều lắm, họ không đi lại được, họ đặt nhiều lắm. Vâng, đến và đây như vậy thì ở đây chỉ có bán quá nhưng mà nó hơi chênh một chút xíu giá. Đúng rồi. Tầm khoảng 50.000 nhá. Ừ, tầm đó thôi, không cao hơn. Nói chung là muốn ăn không muốn đi ra ngoài thì ăn tại chỗ thế này phải mắc hơn chút xíu rồi. Quán mình là quán cơm Quy Nhơn Bình Định, mấy bạn biết nhiều lắm. Vâng. Nên là rất
không mình không có bán cao. Vâng, ví dụ như ở đây mình có nhận đặt hàng văn phòng hay là gì thì... có thì khách gọi muốn gọi số lượng nhiều thì alo thì cũng mang tới. À tức là người của quán giao luôn hay là mình giao luôn. Đấy các bạn. Quán giao luôn. Như vậy là hôm nào các bạn ở bên nhân viên văn phòng á còn muốn đăng loại á kéo nhau lại bao nhiêu người á rồi bao nhiêu mình giao chị? Thật ra 5 hộp cũng giao và 10 hộp cũng giao, 2 hộp cũng giao nữa. Và ở khu vực gần gần nha. Xa hơn. Phạm vi là khoảng 5 cây số à. Vòng 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 ở khu vực này nè. Xa hơn xíu thì mình cho tiền ship vậy thôi. Là chả bách hoa trứng muối còn gọi là chả ngũ sắc. Vâng. Cơm tấm thì chỉ có quán cô mới thấy có bán, hình như mấy quán khác không có bán món này, cái này ở nhà cô tự làm. Dạ. Cái này con thấy trong là trứng muối rồi cô. Cái này là trong là trứng muối cho nên mình gọi là chả bách hoa trứng muối đó. Nếu mà mình bán thì có thể tầm 120-130 là theo bữa là riêng xuồng không à? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn cơm thì bán bao nhiêu cơm? Cơm thì tầm 2 ký gạo đến 3 ký gạo. Cô tính thành một. Đây là mực dồn thịt. Cái này mình bán sao con? Mắm. Một dĩa cơm là 50 ngàn. Vâng. Một con mực với dĩa cơm là 50 ngàn. Dạ. Đây là chả muối chân. Chả chân trứng muối một dĩa cũng là 32 ngàn. Học mang về là 33 ngàn. Vâng. Đây là mắm chân cũng ăn giống như giả vậy thôi. Và còn hành kèm bì cũng vậy. Dạ. Ở đây là xíu mại với đậu hũ dồn. Đậu hũ dồn thịt. Vâng. Nó cũng là 32 ngàn, dĩa 33 ngàn hộp vậy đó. Dạ. Đây là mực cô bán vậy là một con không là 45 ngàn. Hai con này là 90 hai con là 90 ngàn. Dạ. Rồi. Rồi. Ở đây là đùi gà chiên nước mắm nè, một dĩa như vậy là 32 ngàn. Dạ. À làm bậy, một dĩa vậy là 35 ngàn. 35 ngàn bằng giá sườn, bằng giá sườn. Rồi. Rồi nay con thấy ra cái đầu cá lóc ngon quá cô ha. Đầu cá nãy cô giới thiệu là 40 ngàn dĩa, hộp mang về có thêm 1 ngàn đồng dĩa đó. Vâng. Sườn cũng vậy, cô bán dĩa 35 hộp là 36. Hộp sườn nhã. Đây là thịt kho, heo quay, hộp vịt với gan. Quay. Cái này mình bán sao cô? Một phần là 41 ngàn. Một phần là 40, mang về là 41. Vâng. Cá lóc thì đây là một dĩa cá bằng giá sườn 35 ngàn. Dạ, cái đầu cá lóc cái đầu quá. Thì là 40. Dạ. Con thấy ở đây thôi chứ cô có món tôm kho tàu đó luôn. Đúng rồi, tôm kho tàu. Dạ. Cái này mình bán sao cô?
cái này là heo rồi giá có khi từ 2 con là 70 rồi 80, tại vì nó không có điều giá được. Con là nó theo thời giá. Ra là cô mình bán đây luôn đó cô hay là mình bán ở đâu? Bán ở chợ Bình Tây á, ở dạ. Đường Trần Bình đó. Là cô mới về đây. Là về đây không, về đây năm nay 5 năm rồi. 5 năm rồi. 5 năm rồi, còn hồi đó bán ở dòng xây cây gõ. Dạ. Ngay dòng xây lúc chưa làm cầu luôn. Vâng. Coi như bán khu này 20 năm. Dạ. Ngày xưa là mới ra là cô cũng vô món như thế này luôn đó cô. Đúng rồi. Khách đang vào rất là đông các bạn ạ. Bên này là khu vực bán nha các bạn, còn bên này là khu vực nướng thịt này. Đấy. Bên này là nướng thịt đó chị. Ở đây có mấy cái quạt, ba quạt, ba bên rất là ồn các bạn ạ. Mình không biết là mình nói các bạn có nghe được không. Ở đây là mình thấy là có ba cái nồi thịt rất là lớn là cho ướp này nè. Đấy. Ồ các bạn thấy không? Cái này á mình giống thường mà nướng sơ qua một lần á. Chị ơi. Cái này là mình nướng sơ qua một lần nữa chị. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Cái này đó các bạn này, đây là cái nồi thịt nha. Đây là một cái nồi thịt này. Cái này là người ta nướng thịt hai lần. Đấy, đây một cái nồi thịt ướp nữa. Rất là nhiều thịt nướng. Cái món chả này là chả bách hoa trứng muối, còn gọi là chả ngũ sắc. Vâng. À, cơm tấm thì chỉ có quán cô, tôi mới thấy có bán, hình như mấy con khác không có bán món này. Cái này ở nhà cô tự làm. Dạ, cái này con thấy trong là trứng muối à cô? Cái này là trong là trứng muối cho nên mình gọi là chả bách hoa trứng muối đó. Dạ, trứng muối rồi ngoài là xung quanh là canh thịt. Ở trong hoa quanh là thịt, là giò sống. Dạ. Rồi những cái gia vị của nó. Cái này có cuộn chéo tay quá ha. Nhìn cái trứng là ngon quá. Đây là đó. Dưới đây là cô bán là một ngày bấy nhiêu trà đó hả cô? Đó là tự cô nướng, cô bán, cô làm sẵn đó, còn cái này là mới làm xong. Đây các bạn ơi, dưới này là cô đang còn rất là nhiều trà dưới này luôn này. Cô bán là 10 lỗ luôn đó. Ở đây con thấy cái quán mình có tới 3 loại trà cô nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Hảo sườn, miếng sườn gói ra. Đây, của con nè. Dạ. Còn như vậy là bao nhiêu vậy cô? 45. 45 ngàn. Đây là cái menu của quán nè các bạn ơi. Cái menu của quán ở đây thì có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Đấy, có hơn 20 món đấy. Các bạn có thể chọn món nào tùy thích nha. Có sườn, có bì, có trà, có trà thì riêng và trà thì mình thấy ở đây có tới 5 loại trà. Đấy. Ở đây thì mình thấy là cái menu không có giá các bạn ạ. Nước cũng không có giá luôn. Đấy. Nếu mà mình bán thì có thể tầm 120, 130 tùy theo bữa. Là riêng sườn xong à? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn cơm mình bán khoảng nhiêu cơm? Cơm thì tầm cơm thì có khoảng tầm cũng trăm mấy ký, khoảng 120 ký gạo, 3 ký gạo gì đó. Vâng. Mấy hơn một tạ gạo ha. Dạ đúng rồi, ở đó. Nãy giờ em tới đây thấy là chủ yếu là người ta mua mang về quá trời luôn à. Tại vì giờ dịch bệnh á chứ lại vậy, mình chưa có chạy bàn được, có một lát nữa xe trong ra mình chạy bàn ra chứ rồi có bệnh sinh cố nữa thì cách gì. À tức là tối là mình chạy ăn dài xuống phía trong luôn. Không, ở ngoài này thôi nhưng mà xe ở trong ra thì mình chạy dài ra thêm thôi. À dạ. Rồi, tức là mình chạy trong cặp đường này luôn. Dạ. Đấy. Cái khu trong này là mình làm gì đó chị? Trong đó là có canh củ hoa, canh rong biển. Đây các bạn. Ở trong này là canh củ hoa và canh rong biển. Này là cô phụ trách chiên trứng ốp la á cô? À, ai chiên cũng được hết. Cái này là một làm hai cô nhỉ? Đấy. Ở đây có hai loại canh là canh rong biển và canh củ hoa.
sớm quá thì sườn mình bán nhiều, sườn bị chả là mình bán nhiều. Chả okay. Thì một ngày có thể là 10 ổ chả. Ở đây mình có tới 5 loại chả đúng không? À, mình có 4 loại chả. Chả nướng nè, chả cá chiên nè, chả chân trứng muối, còn ở dưới là chả bách hoa. Dạ. Bách hoa. Là đặc biệt nhất của mình là cái chả bách hoa đó. Đặc biệt đúng rồi, chả bách hoa là cũng ở nhà tự làm không á, còn ở nhà tự làm á. Là mẹ làm á? Dạ mẹ làm. Ngày xưa là cô có đầu bếp, có theo ngành đầu bếp không, gì không? Mẹ là cũng đi học thôi, giống như là đi ăn uống rồi cái mình học cách của người ta làm sao rồi mình về mình học bỏ mình làm từ từ lên á. Hay ha. Dạ, mẹ cũng đi học vậy thôi chứ không có học trường lớp gì ra hết trơn. Đây là có năng khiếu. Dạ. Nước mắm này là mình làm bằng hũ như này hả? Dạ, đúng rồi. Sao mình không đóng bịch rồi làm hũ này? Không, bịch là chỉ cho kèm cơm thêm thôi, còn mỗi hộp cơm là một chai. À. Cái này mở hơn. Cái này là cái này. Ồ, hay nhỉ cái này. Vâng. Đấy. Tức ở đây á, là nước mắm là người ta xài bằng cái này đó các bạn. Tôi rất là nhiều người mở á, nó bị bắn ra ngoài á. À. Còn quán mình là không có dao hả? Áp dao. Là không có dao, áp dao. Còn ví dụ như mà có khách quen đặt á thì ta gọi qua số này. Vâng. Dạ, là người ta giặt á, để nếu mà em rảnh thì em bút áp ráp cho ship tới nơi cho người ta. Còn bao nhiêu phần là mình dao? 2-3 phần gì đó thì giống như tùy theo app nó ăn tiền ship bao nhiêu thôi thì bên đó là chịu ship. Rồi. Mình ship code trước. Rồi. Có nghĩa là ví dụ như ta gọi tới người ta đặt tầm 3 phần hoặc 4 phần, em ghi đó, em ghi địa chỉ, em ghi số điện thoại rồi em sẽ book grab, em ship tới nơi cho khách. Rồi. Dạ, đây là số điện thoại của cô nè. À, là đấy 0967 896 9535 nha các bạn. Dạ. Ví dụ trên app là mình gọi là cơm tấm tuyết cây gõ là cũng ra đúng không? Tấm tuyết cây gõ sườn bì chả. À. Dạ đúng rồi. Đó là mới thôi. Cái này ăn tới đâu bán tới đó. Làm mới luôn hả cô? Đấy, ăn tới đâu bán tới đó. Không có thắng sẵn để đó, cứ hết rồi thắng. Tuần này có phải hơi ít mờ không? Không. Tươi xanh à? Quán cơm tấm này nổi tiếng mà lâu đời rồi. Nếu mà những ai ở khu vực quận 5, quận 10 này thì hầu hết đều biết tới quán cơm tấm này đấy. Địa chỉ chính xác đây là số 500-502 đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Ở bên cạnh thì mình thấy có số điện thoại của quán kìa. Cái quán cơm này thì khi các bạn tới thì có thể để xe bên hông nha, rồi sau đó thì vô đây ăn cơm hoặc là vô bên này nha. Ở đây thì có tới 2 điểm ăn cơm. Hai số nhà liền kề nhau luôn. Cái quán này là tính ra là mình mở tới giờ là được nhiêu năm rồi cô? Là 93 xanh nhỏ đó là 95 cô bán. Là 95 tới giờ luôn. Ờ 95 tới giờ. Là tính ra là 28 năm. Ồ. Lâu rồi cô nhỉ? Ờ, 95 cô bán á. Dạ, ngày xưa con nhớ là cái thời mà con vào đây 2006 á, là con đi qua đây lúc nào con còn thấy đông khách lắm rồi. Hồi xưa là cái xe cơm mình để đây. À, ngày... Cái xe này là để ngoài đây. Để ngoài đây. Ờ, rồi sau này đó là mà, nó đuổi dần cô vô đó luôn, cố định luôn. Vâng. Ở trong đó luôn. Dạ. Ừ. Ngày xưa là mới ra là mình có nhiều món như bây giờ không cô? Hồi đó cũng 20 mấy món à. 20 mấy món. Bây giờ là 30 mấy món rồi đó. Dạ. Là cái món chính của quán mình về là cái món chủ đạo là món cơm sườn hả cô? Sườn với là có như nhiều món người ta đặt chân mắm chân nè.
Rồi với giò heo kho dưa cải nè. Vâng. Giò heo kho dưa cải á. Dạ. Giò heo mình thui mình mới kho. Vâng. Rồi sườn. Rồi với nói chung là sao món nào người ta cũng thích. Giờ nói thật vậy, món nào ta là người ta cũng thích. Dạ, cái khẩu vị ở đây của bánh mình là nó chủ yếu là nó khẩu vị của miền Nam vậy cô? Miền Nam, miền Tây. Miền Tây ha. Ờ, cô dân miền Tây mà. Dạ. Cô nhìn mặt cô Phúc Hậu đó các bạn, hôm nay là đang dịch Covid cô bị mặt thôi chứ hồi này mình xem lúc đầu mặt cô nhìn Phúc Hậu lắm. Cô là tỉnh nào vậy cô? Cô ở Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Ờ, Đồng là Tháp. Cái khẩu vị đây chủ yếu mang miền Nam là nhiều quá à? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Ừ. Là cái thường thường quán của mình hiện tại là cái món nào đang là cái món đinh của quán mình vậy cô? Cô nói bán được số lượng nhiều nhất của quán mình nhé. Sườn, sườn. Sườn này hả? Ừ. Nhiều nhất. Bán nhiều nhất, bán có thể ngàn cả trăm, mỗi lần có bán là mười mấy năm trước ở đây có bán ngoài 200 cái sườn. Ôi ôi, mười mấy năm trước là như vậy rồi. Ồ. Ôi, ghê. Ồ, có bán mà. Cô ra là cô bán được luôn, cô bán coi như là cô bán không có nghỉ luôn á. Dạ, là từ cái lúc mới mở tới giờ là mình đứng một chỗ đây không có đi chỗ nào. Không đi chỗ nào không có ai hết. Dạ. Một chỗ đây thôi. Dạ vâng. Quán mình ở đây là khách mối là nhiều không cô? Nhiều con. Nhiều lắm hả? Công ty rồi nhiều lắm. Với mấy cái bệnh viện rồi đó. Dạ. Có quán có khách nào mà ăn tới mức mà nhìn mặt là nhớ luôn không cô? Trời nhớ chứ. Dạ. Nhớ, khách quen không à, quen nhiều lắm. Cô biết cô nghỉ 8 tháng từ cái mùa Covid mà tháng 5 cô nghỉ tới giờ luôn á. Ôi, cứ làm gì 8 tháng rồi. Cô nghỉ 8 tháng cô mới bán mùng 9 mình tới giờ đó. Cô mới bán lại đây. Đó, bán lại đây là. Trời ơi, khách người ta gọi cô nhiều dữ lắm. Vâng. Ừ. Cô mới bán hơn 10 ngày mà. Vâng. Đâu khách quá trời, hôm nào con đi qua đây con thấy buổi trưa là cứ khách nửa. Đó con thấy miếng sườn nó trắng phải không? Vâng. Không có màu vết nướng lên vàng vậy thôi. Vâng. Ừ. Tức là không ở đây mình không có dùng không có màu, dùng màu dùng gì đồ ăn không dùng màu cái gì hết. Vâng. Cô có dùng màu đâu. Dạ. Ừ. Có mực xào cà ri á, mình có bột cà ri có. Vâng. Cái đó là bắt buộc phải có bột cà ri. Dạ vâng. Còn mấy cái không bao giờ cái nào có dùng màu. Vâng. Ừ. Ở đây nè các bạn ơi, đây là cái menu của quán này, các bạn có thể tham khảo qua này. Ở đây thì mình thấy có tới 28 món. Đấy, và giá thì dao động từ 25 và đắt nhất là hình như là 75 ngàn. 25 đến 75 ngàn là đắt nhất nha. Đấy, các bạn có thể tham khảo sơ qua một vòng menu của quán nha. Đấy. Còn bên này thì mình thấy là menu đồ xào này. Đồ xào thì thay đổi trong ngày. Đấy. Và canh cũng thay đổi trong ngày luôn. Ngoài ra thì có một số nước giải khát khác. Ồ, có bán cả bia nữa các bạn ạ. Đấy. Rồi, các bạn có thể tham khảo qua menu nhé. Ở đây em thấy là xe hơi quay là vô đây ăn nhiều anh nhỉ? Dạ xe hơi cũng có chỗ đậu. Vâng, có chỗ đậu luôn. Dạ. Hả? Ở đây thì có chỗ đậu xe hơi với lại xe máy luôn nha các bạn. Cho nên là bạn nào đi ô tô thì có đây ăn vô tư nhé. Dạ. Ở đây là xe miễn phí đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì xe miễn phí nha các bạn. Đây là canh khổ qua này các bạn. Một trái là 20 ngàn đúng không anh? Khổ qua được hầm rất là mềm. Còn bên này á, thì mình thấy một chú là múc nước mắm nãy giờ về kì luôn này. Cái này chú trên đóng nước mắm mà chú không thấy chú đăng nãy giờ về kì rồi. Quấy mặt ba luôn. Đông quá ha. Dạ. Làm kiểu luôn. Sáng là năm 5-6 mâm rồi đó. Sáng giờ 5-6 mâm như này rồi. Nếu cúng ra là mười mấy mâm rồi kìa. Mười mấy mâm luôn à. Mười mấy mâm mới đủ. Dạ. Thấy chú bên này đóng cái bấm mệt gì luôn rồi. Đấy, chồng lên cánh thứ hai. Bước, bước, bước cánh, dạ. Bước cánh bước đi. Vâng. Lấy cái mặt ra. Bên này là... Lấy cái mặt ra ta bước cho. Lấy mặt ra. Lấy cánh rồi mở ba đáy qua bằng số 1. Lấy mặt ra, quay tớ.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh Di Đôn gì nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ được cả nhà đi ăn một cái món đặc sản rất là nổi tiếng đến từ Quảng Nam nhé các bạn. Đây là một cái quán ăn mà có thể nói là mình biết rất là lâu rồi, và nhưng mà mình chưa có cơ hội trải nghiệm qua. Và hôm nay thì tình cờ mình không phải là tình cờ nữa, mình cũng cố tình luôn, phải tình cờ hôm nay thì mình cố tình mình tới đây để mình sẽ muốn trải nghiệm một chút xíu về cái món ăn đây có gì đặc biệt, đặc sản của nó là gì để mình chia sẻ đến mọi người luôn. Đó là món gà của gà Bà Luận. Quán này nổi tiếng lắm các bạn ạ, gà Bà Luận lâu đời, nổi tiếng hơn 50 năm của người Quảng Nam rồi. Và đây là cái quán, cái nơi bà đang ở, và ở đây ở Sài Gòn thì bà lấy tên là bếp Nàng Hậu. Quán này thì mình thấy là khách sang đến ăn rất là nhiều các bạn ạ. Ở đây có một chỗ đậu xe cho các bạn luôn này. Ở đây thì các bạn có thể để xe máy ở trong nhà. Có chỗ để xe máy trong nhà, là một là người ta dùng để xe máy, các bạn sẽ lên lầu ngồi sẽ ăn. Rồi nha các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phía trong tìm hiểu xem là cái gà đây có cái gì đặc biệt mà này nó lại có cái giá cao đến như vậy nha. Và lại toàn khách sang ăn như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng vào phía trong nha. Hiện tại thì mình đang ở trong khu bếp của bếp Nàng Hậu nha các bạn. Đây là Nàng Hậu nè các bạn, đây là Nàng Hậu đang chặt gà này. Hoa hậu chặt gà. Hoa hậu chặt gà các bạn ạ. Ủa cái này là có một người đang đặt hai cái đùi. Đặt hai cái đùi. Dạ. Dạ. Đặt hai cái đùi. Đấy, đây các bạn này. Hai đùi là. Con cầm cái nha cô. Ừ. Dạ. Đây là hai cái đùi gà của cái món cơm gà đắt nhất Sài Gòn nha. Hai cái đùi này nhiêu cô? Một cái là 215, hai cái là 430, hai cái đùi 430. Đấy, đắt cái Sài Gòn chưa? Mình bán cơm tính là được nhiêu năm rồi cô ở đây này? Nét ở Sài Gòn là 20 năm. 20 năm? 20 năm rồi. À, ở Sài Gòn là 20 năm rồi. À. Dạ, còn ở phía nếu mà tính là từ ngoài Quảng Nam vào đây là nhiêu năm cô? Quảng Nam là hơn 50 năm rồi. Hơn 50 năm rồi. Wow, rồi. Quán cơm gà hơn 50 năm rồi các bạn ạ. Vẫn giữ 3 thế hệ rồi mà con. 3 thế hệ rồi. Ừ. Thế là tính ra như vậy khách mới phải nhiều cô nhỉ? Ừ. Dạ. Nói chung là khách biết là mới thế ra. Vâng. Sáng ngày hay là sáng vừa mới uống ly cà phê hả? Không, đấy bột. À, uống bột hả? Uống sữa em bé hả? Hả? Uống sữa em bé hả cô? Phải ăn cơm cô, đứng sợ mập, sợ quá cuối cùng nè. Mập lắm á con. Mập lắm hả con? Ừ, mập lắm. Khổ quá. Ăn cho có sức chứ không à, cứ sợ mập quá thì không dám ăn nữa cuối cùng nè. Châu, cô mà ăn cơm gà này hả, là cô ăn phải là hai dĩa rồi mới đã cô. Mất công một là sợ mập, hai không ăn thì thôi. Ăn phát ăn hai dĩa. nhìn 5 ngày cũng phát hai dĩa. Bù lại 5 ngày luôn. Nhà con biết là 4 người đây mà hai người rất là sung sướng. Mà ăn nhiều mà không mập. Còn yeah, cô với Nhi là thở không mà cũng mập. Thở không cũng mập hả? Thở không cũng mập các bạn. Cơm này là mình có canh luôn trong cô hay là cho kèm heo anh. À có canh kèm heo à. Canh tạng con. Gà này là ngày nào mình luộc ngày đó hả con? Đúng, bán lúc nào luộc lúc đó. Chứ không có luộc, không có làm trước à? Không có làm dơ. Dạ. Mà con luộc cái gà mà nó mà để cho nó chặt con thấy ngon á, là con chặt xong là con để cho nó nguội. Nó nguội gà rồi con chặt thì lắc gà nó mới ngon được. Dạ, tức là không chặt nóng của hả? Không chặt nóng, chặt nóng nó sẽ bị nát gà. Thơm cô nhỉ? Không nhận ra con gà bây giờ nó thơm quá. Làm sao mình cái này mình cần thời gian hay mình nhìn màu da là mình biết được không? À con nghe mà bóp vô đây là biết gà ăn chín nè. Đây cô luộc nãy giờ các bạn thấy con, tức là trong cái thau của con, cái nồi con gà này ít mỡ các bạn ha. Cái này mình luộc mấy chục phút cô?
Hả? Cái này mình luộc mấy cái chục phút. Cái này tùy theo gà. Vâng. Đó. Chứ nó vừa mà nói mấy chục phút ra là con biết nhiều lúc các bạn mua về trúng gà nó bị tơ á. Vâng. Mà luộc theo cái bao nhiêu phút á là gà nó mềm rồi nay là. Vâng. Tức là tùy theo con gà nó mềm cứng. Gà lớn nhỏ cũng ha. À. Để đó thì đi làm mấy con gà này nó chưa chín nè. Vâng. Có con gà này là nó chín trước là vớt trước. Vâng. À, ồ các bạn ạ, tức không phải là luộc mà là bớt một lúc đâu các bạn ạ, tức là phải nhìn theo kinh nghiệm. Gà này nó đều gà cô nhỉ. Ừ. Tức là giờ nước này dùng nấu cơm. Đó, lấy nước nấu cơm. Lấy nước nấu canh. Con tức gà là nấu canh, nấu cơm là lấy nước là hết. Xào rau đồ cũng nước luộc gà đó. Vâng. Nó ngon cùng một phần là do cái nước luộc gà này ha chị ha. Cái này mình không có dùng. Nồi gà luộc nguyên chất mà. Cái này gọi là nước sáo gì nhỉ? À, nước sáo luộc gà. Tức là cái nước luộc gà ở đây là người ta dùng nấu cơm, nấu canh luôn các bạn ạ. Đây là đề tìm của cô là các bạn Thủy Nhi này. Trời ơi các bạn ơi, bà chủ với nhân viên kìa. Sống là làm với cô mười mấy năm luôn hả? Có chồng có con, giờ con cũng ở đây. Đứa con đi học xong thì về đây đó. Dạ, ơi, quá tuyệt vời. Con nào cũng xin vô một chân làm để đứa con. Đấy. Thấy cục cưng, cưng nhân viên quá trời luôn này. Con mình nó thơm nè. Đó, cái nước luộc gà đó con. Vâng. Đem lên nấu đó. Dạ. Đó, thấy không? Có màu cơm nó ra vậy đó. Nấu bằng cơm củi nó với gọi là với đúng tuyệt chiêu. Cái màu của nó không quá vàng, tức là mình cũng không có thêm màu vào nồi cơm thôi. Đúng rồi, không có màu của nồi cơm. Tức là cái màu, cái màu luộc gà đó các bạn ạ. Nước luộc gà hồi nãy đó. Vâng. Đó, cô nước luộc gà xong thì đưa lên nấu. Vâng. Cô nấu bằng gạo à. Gạo gì? Gì cua đó. Gì cua hả? Gạo gì cua? À, gạo gạo cua các bạn. Gì ST25. ST25. À, gọi gạo đó. À, gạo ST gạo mạnh nhất ra. À vâng. Đó. Wow. Rồi á hả, nấu bằng nước luộc gà. Vâng. Nên thành hãy luộc gà ra xong rồi là lấy nước nấu cơm. Rồi lấy nước làm canh rồi gà nên thành cái nấu gà, nấu gạo mắc nhất nha, chắc không có nấu gạo rẻ tiền. Vâng. Gạo ST25, gạo nổi tiếng của miền Nam. Thơm luôn nhỉ. Thơm lắm, nên thành còn ăn cái cơm nó rất là dẻo, rất là ngon. Tức là ở đây mình thấy cái nước luộc gà cô không bỏ rồi các bạn ạ. Vừa nấu canh, vừa nấu đồ xào, nấu cơm, tận dụng tối đa luôn. Ngay cả kho gà. Kho gà kho cũng gà, nước luộc gà là luôn. Cô cũng dùng nước luộc gà. Vâng. Đó, canh cô á hả, cô nói cô gia vị rất là ít. Vâng. Nhưng mà nó ngọt từ cái nước của luộc gà ra. Ừ, nó rất là thơm ngon. Dạ. Hành này là hành hành hương Lý Sơn nghe con nha. Dạ. Hành hương Lý Sơn. Nhà làm cái này là chỉ bán trong ngày thôi. Vâng. Cái này là hành này á, không phải là hành Hà Nội anh ấy à. Con thấy cái hành nó rất là nhỏ, này là gọi là hành hương của đảo Lý Sơn đó. Vâng, hành đó. Lý Sơn, hành tỏi Lý Sơn là nổi tiếng. Đúng rồi, con ngâm ra thì cái hành nó mới tươi như vậy. Bạn nào đó. Đã từng ăn cơm của cô rồi thì có thể vào để lại cho mình một cái bình luận kiểm chứng nha, xem cơm con ăn cái hành này nó rất là giòn. Giòn hả con? Ừ, nó rất là giòn. Dạ. Đó. Nó giòn mà nó thơm chứ không phải là. Cái cơm này là bản thân cơm này không nó thơm cô nhỉ? Đúng, cơm này con ăn nước mắm không là nó cũng ngon ha. Ngon. Ừ. Ăn cơm nước mắm không là ngon, chốc là mình nè. Chốc là chắc mình sẽ chia một phần cho mình ăn nước mắm thì cũng ngon. Các bạn ạ, âm thầm lặng lẽ vô chặt gà các bạn ạ. Cái này mình nào đang làm món chuẩn bị làm món gì cô? Là lọc khách đặt là lọc khách đặt luôn không? 5 con gà luộc rồi chia ra cho 30 hộp cơm. À, tức là mình chặt gà ra, cái là mình chặt gà ra mình chia ra hộp cơm cho khách đó con. Vâng. Con gà của con nó ít mỡ à? Ừ.
Con nhìn con gà cô cắt là nó thơm cô nhỉ. Ừ. Thơm thật luôn. Nhìn cái da gà nó ngon quá các bạn ơi. Và con gà các bạn ơi, cái con gà này là nó ít mỡ nhưng mà nó còn cái thịt của nó đủ cái lượng cho cái thịt nó mềm. Các bạn nhìn thấy miếng thịt gà ngon không? Nó mềm miếng ở ngoài nó da nhìn có vẻ rất là giòn và trong cái thịt nó rất là mềm. Chắc và mềm. Công nhận cái bếp của cô hay, cái bếp của cô mà nó không bị ngộp cô nhỉ. Ừ. Cái này có cái hệ thống hút khói nữa các bạn. Đúng rồi, có hệ thống hút khói rồi. Cho nên là vô trong cái bếp nãy giờ bếp nó không có lớn lắm nhưng mà mình có bếp mình không thấy nó bị ngộp hay bị gì cả. Nó có đặc biệt con biết không? Dạ. Vô bếp nó không có bị hôi. Con dạ, mà con rồi. Vô bếp là con nghe cái mùi hôi của bếp liền. Nhưng mà con ở bếp cô là con không có nghe cái mùi hôi. Dạ đúng rồi, rất là sạch sẽ các bạn ha. Cái bếp của cô nó giống như một cái bếp của một cái quán ăn gia đình các bạn. Cho nên là mọi thứ nó rất là gọn gàng. Tất nhiên là cũng có những cái khúc rồi đưa con chảo thịt keo ấy. Nhưng mà nó gọn, nó không có bị gọi là vung vãi. Ủa cái này là một phần loại cơm khác mà mình ra cho khách nữa hả chị? Cái này là cơm này, cơm cái gì? Cơm này cơm gì anh? À, tức là bây giờ cơm này cơm của gà luộc ha. Đó, này là cô đang chia đó, phần đang chia đó. Nên là khách này bữa hôm nay á là khách đặt, khách yêu cầu á là 5 con gà chia cho 30 hộp cơm. À, đó, này cái này là 6 hộp. À, 6 một hộp. Con gà chia 6 hộp. Một con gà 6 hộp cơm. Đó. Đấy. Nếu một phần cơm như vậy là giá bao nhiêu anh? Cái này là khách đặt một con gà sau đó chia đều ra theo ý của khách. À. Nếu một hộp cơm bình thường là nó 68.000. 68.000. Nhưng mà nó là 3 miếng chứ không phải là à, cái này là do khách đặt riêng 5 con nè. Cái này bên này làm gì đây cô? Ôi cháy. Ui các bạn ơi cái nồi cháy này. Ăn thử miếng hả? Con ăn luôn được không? Ừ. Ồ chà quá ngon luôn. Cô lấy còn miếng được không cô? Còn cái bóc đi. Bóc đi ha. À, nè, trời. Ăn tới nồi, ăn tới tận cháy luôn các bạn ạ. Ừ. Đấy các bạn ơi. Vừa vô bếp được thử tận cháy. Ồ, nó không có giòn như người ta mà nó kiểu dẻo dai dai cô nhỉ. Ừ. Ngon không? Ừ, giống trái cơm nếp đúng không? Ừ. Ừ. Thơm. Này vô bếp ăn luôn đó hả? Vô bếp đó. Đây, một hồi cơm cháy nè. Bộ cô ơi, từ từ cho mọi người coi cái được không cô? Ví dụ cái hồi cơm cháy này mà cái cơm cháy này bán không là nhiêu cô? Không bán. Không bán cho hả? Tặng ạ. Các bạn ơi, cơm cháy đây cho nha các bạn. Cơm cháy mày vô, ăn cơm cháy nhà mày vô. Ủa, cô ví dụ cái này đặt là người ta đặt trước ngày ấy cô? Đúng. Chứ đặt ví dụ như đến giờ ăn đặt không được à? Đến giờ ăn á, đặt được chứ con. Vâng. Đó, nhưng mà thường thường là khách an toàn là khách cứ đặt trước à. Đặt trước à? Dạ, dạ. Rồi xong. Nếu mà lỡ may bất tử mà khách đặt cái trong vòng bao nhiêu mình có cơm cô? À, trong vòng mà làm xong á là 2 tiếng. 2 tiếng. Các bạn nha, ở đây thì cơm ở đây các bạn có thể đặt nhưng mà tốt nhất là các bạn đặt trước 2 tiếng. Còn tốt 2 tiếng là với số lượng nhiều quá con, chứ còn... Còn số lượng vừa vừa là đặt lúc nào được con ạ? Lúc nào cũng có. Vâng, đấy. Gà nó ít mỡ cô nhỉ? Ừ, gà nó ít mỡ. Gà cực kỳ ít mỡ các bạn ạ.
xong mới chặt ra mà sao thấy có cái mùi thơm à. Hay là tại cái mùi lá chanh đằng kia nó thoảng lại. Thơm đó con, con nghe thơm đúng không? Vâng, nghe nó rất là thơm. Mới chặt ra thấy mùi thơm rồi. Thơm của con gà đó. Đó, cái này là cô chặt cái đùi nè. Vâng. Chanh nè. Lát chanh lên luôn. Cái này là cái đùi. Cái này là gà, đây là cô làm mà hai người ăn. Vâng. Bữa con. Đó, cái đùi chặt. Đó, ức cô sẽ trộn đồ thơm. Quá hấp dẫn các bạn ạ. Mới chặt ra thôi là thấy thơm mà chưa ăn mà thấy thơm mà các bạn. Chặt ra là thấy thơm. Con gà các bạn để ý là nhìn thấy là mình thấy nó rất là ít mỡ luôn. Hầu như nó mỡ nó ít lắm. Mà thịt nó có thớ luôn. Xé trộn lá chanh nè, con thấy xắt lá chanh đẹp chưa? Wow. Yeah. Đó, xắt tay. Vâng. Đấy, một cái bộ đồ gia vị rất là dễ thương các bạn ạ. Chỉ có muối và tiêu thôi. Chứ không có trộn theo kiểu không quá, có trộn theo quá nhiều gia vị ha. Không có trộn theo kiểu người Nam là nước mắm rồi đó con. Dạ. Đó, hành tây nè. Đó. Rau thơm nhà cô nè, rau thơm quê cô chứ mấy nhà cô, con thấy không? Nè, rau húng nè, rau răm nè, hành ngò, đó, rau này là trồng từ ngoài quê đó. Tức là ngoài cái Quảng Nam đưa vào đây. Rau Quảng Nam vô, yeah. Có nó nên thành cái rau này nó có cái mùi rất là đặc trưng, nó cũng giống rau ở miền Nam, nhưng mà cái rau ở ngoài quê á, nó cái thổ địa đất đó con nên thành rau nó rất là thơm, rất là ngon. Ủa sao? Sao mình nhà không có mình đập trong ngày thôi hả? Hả? Đập trong ngày xương hả? Đó, cho nó mềm ra, đại khái là cho nó giãn ra mình bỏ vô mình chiên nó không có thun lại. À, đấy. Đấy chưa? Đó, mình chiên nó không có thun lại. Tiếp tục lụm thơm được một bí quyết. Cái này là cô đang làm món chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm. Chứ là gà này mình chiên mình không có ướp gì cô nhỉ? Chỉ là ướp chiên mọi luôn. Không có chiên à, không có ướp gì hết. Dạ. Gà tươi bỏ vô chiên. Vâng. Gà tươi bỏ vô chiên vậy thôi chứ không có ướp gì hết. Con để ra chiên cho nó đốt vàng. Chủ yếu là con đổ ngập dầu thì da nó rất là giòn, nó ngon. Vâng. Cái cây này nè, cô hay coi lắm. Dạ. Cô hay vô cô coi cái này đó. Dạ. Con đi kiếm món gì là lạ để giới thiệu cho mọi người. Hôm nay gặp cơm gà bà Luận. Đây là gà xào xả ớt con. Gà này là mình phải ướp sẵn nha con. Vâng. Đó, đấy, khi mà mình kho lên á, mình gia vị vô tí nữa là gà nó thấm nó rất là ngon. Vâng. À, chứ không gà chiên thì mình để mình chiên gà tươi, nhưng mà gà kho là mình phải ướp. Vâng. Còn cái này là mình gà này mình ướp rồi hả cô? À, ướp rồi đó. Cái thau gà của cô chặt cô ướp rồi. À, cho là ướp nguyên miếng con lớn như vậy luôn. À, nguyên miếng vậy đó. Dạ. Gà sẽ xào cho nó sang gà thì á hả con kho lên nó mới chắc gà nó ngon. Cái này giao hàng hả con? Cái này là tính là quán mình là mấy giờ là mình có cái gà bán, có cơm bán này con? À, 7 giờ là cô có đồ cô bán rồi. Dạ. 7 giờ sáng á. 7 giờ cô bán đến 9 giờ đêm. Vâng. Cái này là nước luộc gà nè, đổ vô. Tức là dùng nước luộc gà để kho. Rồi, dùng nước luộc gà để kho. Tức là cái nào các bạn nó ngon, nó có cái lý do của nó các bạn. Con
đổ ít nước là nó sẽ bị cứng gà. Tức là không có đổ ít nước được. Phải đổ vừa nước để cho nó mềm, nhưng mà muốn nhanh thì mình chiết ra như vậy đó cho nó nhanh cho khách. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra mấy phần để mình thưởng thức các bạn ạ. Ở đây là đắt sắt là miếng nha các bạn. Đây. Đây là phần nửa con gà gọi thì có giá là 299.000 hai giờ này nha. Là nửa con gà. Một phần thì là chặt chặt ra chấm muối ớt tiêu chanh, còn đây một phần bóc gọi. Thì hai giờ này có giá là 299.000 nửa con gà. Và đây là cái phần này cũng vậy. Cái phần này là phần gà chiên nước mắm cũng là 299.000, cũng là nửa con gà luôn. Rất là ngon mắt các bạn ạ, cực kỳ ngon mắt luôn. Đây là cái dừa lòng thì có giá là 55.000. 55.000 dừa này nha các bạn. Nhìn cũng rất là ngon mắt. Rồi là đây là cái phần dưa kèm theo thì cái dừa này có giá là 5.000. Đấy. Ăn kèm với nó thì đây là có một cái vật cơm. Wow, cơm thơm quá các bạn ơi. Cơm thơm này thì có giá là 39.000. 39.000. Cơm thơm có mở cái thơm quá. Ăn kèm với nó thì mình ở đây mình thấy là có người ta cho nước mắm này, rồi là muối tiêu chanh này, ớt này, ít rau. Nói chung là phần ăn ngày hôm nay thì mình ước tính là khoảng hơn 500.000 đấy các bạn. Cái này mình nghĩ là cho khoảng 4 người ăn. Hôm nay thì thực sự nếu mà mình đi một mình thì mình sẽ không gọi như này nhiều đâu, nhưng mà hôm nay thì mình gọi kiểu thưởng thức, cho nên là mình sẽ gọi nhiều hơn bình thường một chút xíu, ăn hết là mang về. Nhưng mà thực sự là đầu tiên là mình thấy hấp dẫn lắm các bạn ạ. Thơm. Mình còn gọi thêm một chén canh nữa, ăn cơm mà có canh. Đang chờ chén canh lên. Cái này là canh chả lách son. Chén canh này nhiêu anh? 39.000. Canh ăn với cơm. Xong món rồi các bạn ạ. Thơm quá. Rồi, mời cả nhà nha. Mua miếng canh khai vị trước. Đây là một chén canh 39.000 các bạn này. Canh xà lách son. Nước canh ngọt quá. Bản thân cái xà lách son nó là ngọt rồi. Cộng với nước canh nó ngọt thêm là cực kỳ luôn. Rồi, mời cả nhà nha. Để mình thử trước miếng này các bạn này. Chù trời. Thực sự cái lúc mà mình quay trong bếp các bạn, mình thấy cô làm rất là nhẹ nhàng thôi. Bên chiên rồi bên này làm nước sốt nước mắm. Rồi sau đó thì cô bỏ vào cô trộn lên thôi. Mình thấy cô làm mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Đựng xương thôi. Wow. Giòn. Hôm nay đúng ăn trải nghiệm các bạn ạ. Này các bạn nhìn miếng gà này. Ngon quá. Thì gà nó vừa mềm vừa dai, ngọt thịt. Ăn gà, cái món gà chiên nước mắm này đúng kiểu của gà chiên nước mắm luôn các bạn. Ăn ngay cái mùi nước mắm luôn. Thơm mùi nước mắm. Dạ các bạn ạ. Con gà được chiên lên cái da nó giòn phía ngoài, cái thịt nó vừa dai vừa mềm phía trong. Rồi cái sốt nước mắm mà còn ngọt lên, có tỏi ớt trong nó thơm. Mà đặc biệt là mình khi mình ăn á, mình cảm nhận rõ được cái mùi nước mắm luôn. Nó giòn, nó dai mà nó không bị khô. Wow. Đã sắt là miếng các bạn ạ. Ở đây cô nói là còn cái món đó, gọi là cái món gà kho rất là ngon. Cháo gà rồi mì quặng rất là ngon. Đây còn nhiều món ngon lắm. Wow, ngon quá các bạn ơi. Để các bạn ơi.
Đây là cái phần gà này. Con gà ở đây cô nói là đặc biệt là ở cái phần thịt gà và phần da gà. Cô nói là con gà đây là con gà máy dầu. Cái da nó giòn các bạn này, cái da nó mỏng nó giòn này. Ở trong là phần thịt. Cô nói là luộc không có bí quyết gì hết, đơn giản thôi, chỉ luộc nước lạnh như bình thường thôi. Cô chia sẻ rất là thật luôn, tức là luộc cả luộc nước lạnh như bình thường. Cho một chút xíu lá dứa vào, nhưng mà ngon là ngon là con gà. Đây các bạn này, bây giờ có thể quay phim có thể lại gần một chút xíu nữa để thấy cái phần thịt gà và da gà nha. Hầu như nó rất là ít mỡ. Và thịt có thớ, rất là chắc thịt. Ăn không được miếng. Thơm, thơm, thơm ngọt mùi gà. Ở trong này mình đang ngồi trong phòng máy lạnh nhé, và đang có khách cái nhiều cho nên hôm nay mình cũng dám nói lớn. Ôi nó giòn ngọt các bạn ơi. Ăn không rất là ngon. Con gà nó ít béo mà. Con gà nó ít béo mà nó không có mỡ, mà cái da ăn rất là giòn. Wow, cái này phải bốc tay nha các bạn. Phải các bạn bốc tay nha. Ăn món gà xé nha. Này các bạn này, nhìn cái phần da này. Cái da nó ở dưới lớp da thì cũng có, nó không có tí mỡ nào là sai, có một ít mỡ thôi. Và ăn cái thịt của nó dai, nó ngọt. Cực kỳ ngọt thịt luôn, ăn không chứ cần chấm thôi, cực kỳ ngon. Wow. Cái da cực kỳ giòn luôn các bạn ạ. Bây giờ mình lấy cái phần da ra mình ăn riêng phần da cái nha. Rồi nha, ở đây là phần da nha. Phần da gà nha. Nó ít mỡ lắm các bạn ạ. Mà cô luộc không bị nứt đó. Có chút xíu là chanh thái mỏng lên ăn nó đủ, cái chanh nó thơm. Giòn, thơm. Mời cả nhà. Giòn sần sật. Ôi gà luộc đây ngon quá các bạn ơi. Ăn á, cái da nó giòn sần sật. Cái thịt trong đó thì nó mềm, nó vừa dai vừa mềm, nó ngọt thịt. Thật sự các bạn, chân muốn được cái này thì nó dậy mùi lên này. Nhưng mà mình ăn không, cái độ ngọt nó rất là quyến rũ. Cái đùi này quên nó, cô đứng chặt để nguyên cái đùi ăn cho nó đã. Cô chặt ra mất tiêu à. Cái đùi da của nó không có dài quá đâu. Nó dài vừa quá. Thế mà khi bạn ăn con gà bình thường nha, thì cái thịt của nó thì nó sẽ rất là dai. Có những con gà mình ăn có chỗ nó dai hơn kiểu này, nhưng mà ăn nó sẽ dai và nó kiểu nó hơi khô cái thịt. Nhưng mà con gà này á là cái thịt nó rất là mềm. Mình có cảm nhận là trong cái thịt nó có cái độ béo đó, giống y như ăn gà trứng thiến các bạn. Tức là trong cái thịt nó có độ mềm và độ béo trong cái thịt. Trong cái thịt nó mình ăn mình không cảm thấy độ khô của thịt. Nó vừa dai nhưng mà vừa mềm. Kiểu dai mềm á, dai kiểu dai vừa phải, ăn rất là đã. Phần ức trộn với rau. Thơm. Mấy cái rau này các bạn, tức là cô nói là cô nhập ngoài từ ngoài Nam vào luôn. Thì cô nói là cái rau ngoài kia là cái thời tiết nó gọi là thời tiết nó khắc nghiệt hơn đấy. Cái rau có độ tinh dầu nó cao hơn, nó thơm hơn. Ở đây thì chủ yếu là làm các món ăn cơm là chính các bạn. Các món ăn cơm á. Phần gỏi gà này có cháo gà là ăn này tuyệt vời. Cái hành này là các bạn, tức là cô muối sáng trưa muối thì nhiều ăn. Tức là hành này muối trong ngày không muối lâu. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là mình ăn thấy nó giòn nhưng mà nó không bị hăng. Rất là hay.
Dừa chua này là 5.000 nha. Hay quá. Nó không bị hăng. Nó giòn, nó ngọt, nó không bị hăng. Đây là đu đủ. Giòn quá. Giòn giòn, chua chua nhẹ. Các bạn thấy cơm nó tơi không? Ở đây là cơm mà cơm gà, người ta lấy lớp phủ gà người ta nấu không? Các bạn thấy hạt cơm nó hơi béo nhẹ không? Không ánh nha, mà tơi cơm ha. Cực kỳ tơi cơm luôn. Ở đây lúc này mình để ý bên ngoài các bạn, toàn là khách xe hơi bạn hay không à? Đây các bạn ạ, đây là cái phần lòng gà. Ở đây hình như nói lòng gà mà chủ yếu mình thấy có mề đó các bạn. Tim mề thôi. Tim mề và gan. Lòng gà xào có địa này có giá là 55.000 nha. Nó xào bởi vì nó đậm đà mà nó hơi cay cay nhẹ các bạn. Cay cay nồng. Có bill đấy anh. Ở đây các bạn, mình thấy cô nói là thật luôn, cô nói là không có gì cao siêu hết ạ. Cô nói là ở đây thì múc phát hết, muốn hết rau luôn. Múc phát muốn hết trái canh rồi. Ở đây thì cô nói là cô nấu gà mọi thứ thì không có gì cao siêu hết. Cô chỉ nói là gà thì cũng luộc cho bình thường thôi. Bỏ chút xíu lá dứa vô cho thơm gà ra. Và đặc biệt ở đây là khi chọn gà đó, mình nghĩ cái đặc biệt đây là không phải là do cái quy trình chế biến, mà do cái đầu vào, nguyên liệu đầu vào các bạn. Tức là ở đây là gà, người ta chọn gà mấy dầu ăn rất là ngon. Thơm, gà mấy dầu là gà nổi tiếng trong dân gian mà. Gà trống khiến, gà mấy dầu đó là những loại gà non mà đặc biệt nổi tiếng trong dân gian rồi. Cho nên ở đây là mình nghĩ cái đầu vào là do cái gà nó rất là ngon. Hồi nãy thì hai gì ở này thì có giá là 299.000 là nửa con gà. Một con là 599 là coi là một con là 599 thì coi như là 600.000. Tức là nếu mà so với giá thị trường thì nó đang là có thể là đắt gấp đôi đấy, gần gấp đôi đấy. Nhưng mà mình hỏi là lúc này mình có hỏi về cô là không có, tại sao là không có giảm giá bán rẻ hơn được không? Cô nhận không bán rẻ hơn được vì cái đầu vào nó quá cao rồi. Nhưng mà gà đây công nhận rất ngon các bạn ạ. Lúc này mình ăn cái phần gà luộc này, nó tới đây ăn tiếp miếng nữa. Thực sự là cái phần gà luộc này các bạn này, tức là con gà các bạn này, các bạn nhìn ngang miếng gà nha, các bạn thấy không, nó không có mỡ luôn, nó ít mỡ mà cái da này nó mỏng dí luôn, da nó rất là mỏng, nó rất là giòn, mà thịt gà nó mềm ướt lắm, vì thường thường là con gà mấy dầu là trong thịt nó sẽ có mỡ trong thịt, chứ phải là mỡ nó làm nó không nằm ra từng lớp, nó nằm trong thịt. Mà gà là gà mà người ta gà thả vườn, gà chạy bộ á thì nó rất là săn chắc, thì nó mềm. Ăn không bị khô trong miệng ạ. Ăn không là ngon, là không cần phải chấm gì cả. Mình không biết tại sao người ta gọi là gà mái dầu, nhưng mà ăn không có hôi mà nó thơm. Tổng thiệt hại của ngày hôm nay là 751.000. Ở đây thì còn nhiều lắm các bạn. Ở đây thì cái phần này là cho khoảng 4 người ăn nha. Mình ăn thì, nhưng mà ở đây cái món mình thực sự mình ưng ý nhất là đây, phải đúng phải nói đến đây mà ăn gà là một cái điều sai lầm các bạn. Gà đấy rất là ngon. Gà luộc thực sự là khỏi cần chấm gì hết trơn. Luộc lên chấm gọi là ăn mỏi không thấy ngon, mà gà đấy rất là ngon. Gà gọi là gà mái dầu á, trong cái thịt nó mềm mà nó ngọt, thịt mà nó hơi béo thì rất là ngon. Cái da thì nó giòn, nó ít mỡ, nó rất là ngon. Công nhận cái gà ở đây mình cực kỳ, mình đánh giá cực kỳ cao gà ở đây.